Hello cả nhà. Hôm nay đi làm hôm đợt mà mình mua mình ông xã mình đặt cho cái hũ này nè. Mình nói là mình ý của mình là mình thử cái khoai tây lắc phô mai, là nên là mình muốn ông xã mình mua cho mình một cái hũ này để mình làm. Nhưng mà có một bạn yêu cầu mình là chị làm món khoai lang lắc phô mai trước đi chị. Nên là mình sẽ theo yêu cầu của bạn đó và cùng một số bạn khác yêu cầu nữa, nên là mình sẽ quyết định hôm nay mình sẽ làm khoai lang lắc phô mai nhé. Ok, để mình quay nguyên liệu của ngày hôm nay cho cả nhà xem nè. Cũng không có nhiều thứ đâu, cũng ít lắm. Đây nè, củ khoai lang này, cái củ này mình nãy mình cân nó là 4 lạng già cả nhà, một củ mà gần nửa ký luôn á, ghê không, bự ghê không đó. Ý là mình có 4 muỗng canh bột mì nè, 4 muỗng canh bột bắp nè, 1 muỗng muối hột nè, với lại 4 muỗng canh bột phô mai. Để mình quay cái hiệu bột phô mai cho cả nhà nhìn xem rõ, để đặt trên mạng mua nè. Mình ông xã mình đặt trên Amazon đó cả nhà. Đó, cái hũ này hình như 10 đô này cả nhà, 10 hay mười mấy đô gì đó. Ông xã mình đặt cho mình để mình làm cái video này nè, thấy cưng không cả nhà. Với lại đây là bột bắp, bắp mà mình sử dụng nè, tinh bột bắp đó, thì chỉ đơn giản vậy thôi. Với lại một chậu nước để mình cắt cái khoai lang mình bỏ vô đây. Thì trước tiên thì mình sẽ đi ngâm khoai lang trước cả nhà ơi, mấy cái này bỏ qua bên lát nữa mới làm. Còn bây giờ trước tiên là mình phải bỏ cái nước cái muối này vô đây, xong mình đánh cho nó tan, xong rồi mình sẽ cắt khoai lang mình bỏ vô đây mình ngâm, quậy cái muối cho nó tan hết đi cả nhà ơi. 1 muỗng canh muối nha cả nhà, 1 muỗng canh muối hột, muối bình thường cũng được. Vậy cho nó tan hết. Khoai lang á, nhiều người á họ còn ăn khoai lang giảm cân luôn á cả nhà, nên là ăn khoai lang rất là tốt, nên là không có sợ mập đâu nha cả nhà. Giờ mình sẽ gọt cái này ha. Nhiều mình đọc ở trên mạng á, họ còn nói là khoai lang có cái chất gì đó chống ung thư nữa đó cả nhà, có gì vitamin A rồi vitamin C gì đủ các kiểu hết. Nên là ai mà ăn khoai lang được lâu lâu á, 2 3 bữa 4 5 bữa gì mình mua khoai lang về mình luộc mình ăn cũng rất là ngon. Mà lúc mà mình chiên á thì mình lựa cái khoai lang cái màu giống vậy để cho nó đẹp, màu cam cam vậy nè, để mình lắc phô mai nhìn cho nó đẹp cả nhà ơi. Nè, đừng có chọn cái loại trắng, chọn cái loại màu cam cam giống vậy nè. Khoai lang Đà Lạt á, mua khoai lang này chi nè. Thôi rồi, mình dẹp cái vỏ. Rồi, giờ cắt cái củ, lựa cái củ hơi đừng có tròn quá. Củ làm sao mà mình cắt ra làm đôi được giống vậy nè cả nhà. Đó. Cẩn thận cái đứt tay nha cả nhà. Cái màu đẹp ghê không. Cái mình cắt từng miếng nhỏ như vậy nè. Mình sẽ cắt khoai lang hết ra rồi mình sẽ bỏ vô cái chậu trong đây ha. Đó. Rồi mình cắt gần hết rồi nè đó. Bỏ hết vô đây. Bây giờ mình sẽ để trong đây ngâm nửa tiếng đồng hồ nha cả nhà. Ngâm đúng nửa tiếng nha, đừng có ngâm nhanh quá, ngâm lâu lâu chút để mình chiên cho nó giòn. Ngâm đúng nửa tiếng nha cả nhà. Đó. Giờ mình để vậy đi. Nửa tiếng tới rồi cả nhà ơi. Giờ mình lấy cái nước này ra đi. Giờ mình thấm cho cái này ướt. Thấm cho nó khô cái này đi nha.
mình rải cái này lên một cái giấy, mình thấm cho hết cái nước trong này đi ha, thấm hết cho nó khô cái nước muối này đi nha cả nhà. Mình không có rửa nha, mình để nước muối trong đây luôn mà mình chỉ thấm cho nó khô vào cái miếng này thôi ha. Rồi mình sẽ bỏ vô trong một cái mình chế vô trong cái hỗn hợp bột bắp á, 8 muỗng này nè cả nhà, 8 muỗng nước vô trong cả cái hỗn hợp bắp này nè. Tiếp theo hơi cực một chút nhưng mà không sao cả nhà ơi. Giờ mình sẽ lấy từng miếng này, còn không mà lười á thì mình sẽ trộn này nè, xong rồi mình đổ cả cái nước nước ở trong cái này ra đi. Làm lâu quá lười thì mình sẽ đổ hết cái này ra. Đó. Chỉ chưa lại thôi, xong rồi rắc bột vô đây. Đó. Đó. Khỏe hơn ha cả nhà. Khỏe hơn không? Nhanh hơn ha. Ghê hơn ha, làm từng cái lâu quá. Đó. Đổ đổ bớt cả cái nước nó ra ngoài đi, xong rồi mình lắc đều cái bột mì vô đây, thấy khỏe hơn quá cả nhà. Khỏe hơn ghê hả. Xong rồi bây giờ mình đi qua chiên thôi. Bắt một chảo dầu này cả nhà ơi, bỏ cái đũa vô thử mà nó lên bọt 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 đó. Đó, lên bọt 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 như vậy là bắt đầu dầu bắt đầu nóng rồi. Nhà thấy nó nổi bọt bọt không? Rồi bỏ vô nè, chiên thôi. Cái nào mà nó dính lại thì cái khoai lang nào mà dính lại thì gỡ ra rồi làm cái bột vô cho nó thấm vô trong cái khoai lang như vậy nè. Ủa, mình chiên lửa vừa thôi cho tới lúc mà nó vàng thì thôi ha cả nhà. Mình dùng dầu vegetable là dầu rau củ tại nhà.
chiên một lần một ít vậy thôi ha cả nhà, chiên tới chừng nào mà nó vàng thì mình sẽ gấp ra nha. Cả nhà thấy là khoai lang mà khi mà nó vàng là nó nổi, nó lúc mà mình bỏ xuống là nó lặn ở dưới, tới lúc mà nó chín là nó sẽ nổi lên ở trên giống như vậy nè, đó như vậy là chín rồi đó cả nhà. Mình sẽ vớt cái khoai lang ra nha, thấy nó nổi bồng bềnh lên đó không cả nhà, đó. Đó. Bỏ ra cái giấy cuốn dầu nha. Bây giờ mình làm tiếp cả cái mớ này xong rồi cái mình tới công đoạn tiếp theo sau nha. Rồi mẹ thứ hai cũng chín luôn rồi. Ok. À, nhìn hấp dẫn không cả nhà. Rồi đi qua bỏ phô mai vô lắc nè. Thì bỏ vô lại cái tô này ha cả nhà. Mình rửa sạch cái tô này rồi. Đó. Ok, mình rắc phô mai lên nè. Cái dĩa ụp lên nữa là thành lắc bầu cua cả nhà ơi. Cả nhà đặt cái gì không cho dòm, cả nhà lắc cái gì đặt cái gì bầu hay cua. Okay. Đó. À, ngon không cả nhà ơi, qua thử thôi, thử thôi cả nhà. Lắc này khoai lang, khoai lang lắc phô mai, lắc phô mai. Ngon quá cả nhà ơi, mặn mặn béo béo, có thử chấm cái này thôi, chắc chắc thôi ngon. Chắc chắc cũng ngon hả? Tastes bad, doesn't taste like, it doesn't taste like french fries at all. Nhóc thì thích ăn khoai tây thôi. Cái này nó ngọt, còn cái kia nó không ngọt. Bánh cong nó ngọt, bên ngoài nó mặn mặn. Mặn mặn. What's this? Phô mai. Cheese. Cheese? Ừ. I like cheese. Bên này mà chiên khoai tây là ăn liền. Chấm với ketchup ngon hơn nè, đỡ ngán hơn. Makes it cooler, not hot. Chấm với ketchup ăn đỡ ngán hơn cả nhà. Phải ăn có phô mai ăn dễ ngán. Just like french fries. But too like orange thingy. Now I don't want cheese on it. Tiếng ngon, cái kiểu nó vậy. Đây là lần đầu tiên mình ăn khoai lang lắc phô mai cả nhà ơi. Còn mình ăn khoai tây lắc phô mai rồi. Where did you get the sweet potato? Mua. Oh. Where? Store. What store? Cửa hàng.
Mình thích ăn khoai tây hơn bà nhà ơi. Khoai lang nó hơi ngán mà ăn gần hết luôn à. Hai mẹ con kêu ngán mà ăn gần hết rồi nè. Ngon mà nhanh ngán quá. Còn cái tay nè. Cheese. You can lick it. Cheese nó mặn mặn. Béo béo mặn mặn. Okay, the rest are mine. Okay. Ăn hết rồi, hai mẹ con ăn hết rồi cả nhà ơi. Thôi chào cả nhà đi. Để cái tay sạch này chào. Tay này dơ rồi. Tay cả nhà, cả nhà, cả là cả nhà làm thử ăn đi cả nhà nha. Nhưng mà nói trước là có chi là sẽ ngán á nghe nha cả nhà. Muốn không ngán là phải chấm với lại cái ketchup nó hơi chua chua nó bớt ngán. Đó, thôi bye cả nhà. Hôm nay mẹ con mình làm ăn thử mà ngán quá cả nhà. Bye.